nó lo lắng được mà, không nhất thiết phải là chính xác, đúng không? Điền hảo con cũ này buồn ngủ lắm đấy, không như bây giờ nhé, nó biết ngồi nào thôi. Nhưng mà cái này là lúc kia mình quay được bao nhiêu video mà anh đăng từ cả cái kia anh đăng trên này rồi đúng không? Cái, xong cái, hết rồi. Cái này là mình đăng mục đích là từ ngày mai mình đăng là... cái này là đăng cho hôm nay luôn đấy, buổi chiều hai anh em mình quay đấy. Đăng cho hôm nay luôn mà đăng cho hôm nay sao cái máy tính linh hỏng đây thì chia thì có phải là 80 cộng 80 cộng 160 đúng không? Ý em hỏi là mục đích là chiều nay mình quay là đăng cái nick của chiều nay đang làm là mai mình mới đăng. Chưa hiểu, đây là buồn ngủ lắm. Tối mai là hôm nay đăng bài hết rồi. Đấy. Thì mai đăng mai, mai phải quay từ đầu 160 cái. 60 video. Chính xác. Buồn ngủ quá. Còn bao nhiêu video nữa? Không biết, cứ làm thôi. Biết là mình làm xong rồi thôi, làm xong có mấy, nó có mấy bước linh tinh nữa cơ. Ồ, làm xong luôn đâu. Từ đây từ nãy giờ lót được 15 cái ở đây thì cứ cộng vào thôi để bác nghe nhớ. 15 cái rồi còn bao nhiêu video nữa? 45 nữa. 35 biết tiêu đề du lịch ở đây gọi là gì, thầm luôn chẳng hạn đây. Chưa được thầm luôn. Đã bắt nó. Xeo luôn rồi nhá.